đoạn đầu tí thấy những cái thịt ngon đặc thế thì luôn thì lối vô cái tôi chứ hả đặc đầu tí hả đặc thịt mình thế cho thấy vô vô phải dọc còn thời gian ăn lâu đó vô vô trời dễ chụp anh ấy cho nè còn xong là vô tập cá cái nó tập phơi dương rồi bây giờ vô đặc khô khủng khủng cái lúc nào cái dương original mà dương có đâm vô với nào đặc thế thời gian trong làm trong vô lý vô vô lao mà cái đây cũng chăm đặc biệt mình cứ cứ đi làm vô lên cho anh lui rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong kia có lỗ bình bình phục không em đâu. Quý vô rồi rồi quý hiện tiện nào mà riêng quý
em nó có em. Nó một cặp. Còn mấy má nó lên bỏ mà lơ với nước Thank you.